thanh long đã trái này. Nó mà bị dịch đi đường khác, nó mình ra ta trồng mười mấy năm cái thanh long mới ra trái được các nhà tèo, chứ đâu phải là trồng một hai năm mới ra trái đâu. Nó kiến thì lấy xịt thì tôi kiến xịt nó cưng ghê, trồng mười mấy năm mới ra được trái thanh long á. Tú cái gì ở bên kia có không biết có cây thanh, có cây thanh long ít lắm, cái đó chưa ra trái. Ừ, đã không? Thanh long đã. Thanh long ừ, con không biết thanh long hả? Chưa. Cái cá này là cái gì vậy? Chú vô phòng thí nghiệm, chú kiểm tra thử đi chú. Đo mấy con này hả? Đây. Như đem trắng trắng nhìn ghê vậy. Ờ để chú gỡ ra, chú mang vô phòng thí nghiệm xem sao. Để con chuẩn bị phòng thí nghiệm. Ờ vô chuẩn bị phòng, chuẩn bị đồ nghề đi. Ừ, con này là con gì ta? Con mạt. Có lớp bông ở dưới thì phải. Thôi để vô cái NV soi thử xem sao. Đặt nè, mình vô cái NV mình soi mới biết được ha. Cho xem thử, cho mày có gì chú. Gì vậy chú? Đâu. Gì đen đen vậy? Con này con gì nó mà đen ta? Trong phân quá. Không phải phân. Trong mấy trong phân đó. Ê, nó cứ động mà tèo. Đây nè. Thấy cái chân đó, cái chân cứ động thấy không? Thấy được không? Cái mắt thường sao còn sao thấy được nó cứ động. Ở đây có nhiều mẫu đó. Có con lớn này thì lớn quá không thấy được. Hôm nay cái gì đây? Cái này là cái gì nè? Giống một con bọ ấy. Hả? Giống một con bọ. Bọ hả? Dạ. Cái này không con bọ này. Cái mẫu vật hồi nãy của con tèo đó nhìn không được, bây giờ tôi ra tôi kiếm chó, tôi bắt con về chó rồi tôi ra tôi xem mới được. Bạn chờ xíu đi. Đây, mấy bữa trước là chơi bi đực, bây giờ chơi bi cái ha. Open ơi. Ơi, để xem ơi, cho người sạch đó, người không có miếng ve luôn đó. Đây có con, em không con ve, đây không con ve. Rồi. Không. Ở đây con ve, để anh bứt con ve ra nha. Bứt con ve ra. Anh đang bứt con ve ra mà. Người con ve chó bự thế này này. Trời ơi, bứt con ve đó. Ít con ve, cho nhiều ve đấy. Ây da, con ve dính cứ nhắc không ra được. Ây da, con ve, ôi anh đã bắt con ve ra mà. Trời bí, anh đã bắt con ve ra mà. Trời ơi, con ve bự chà bá đây nè con. Trời ơi, con ve gì bự ghê ta. Ây da, bắt không ra được, nó cắn cứ nhắc. Nó cắn dính vào trong da luôn rồi. Ây, con ve, anh đã bắt con ve ra mà. Con ve này nó bự quá, bắt không ra được. Ây da, ve bự quá, bắt không ra được. Đi xem con ve nào, xem móng chân con ve này, bắt dân bắt cho con ve. Con ve này bự quá, nó con ve này nó ký sinh vô trong đây luôn rồi, bứt ra không được. Ở giờ sao mà để cho con ve nó ký sinh thì bắt không ra được. Xem móng chân rồi. Rồi đây có một con để anh bắt nha. Bắt con này ra đã. Xem móng chân từ đó. Đây. Rồi. Cảm ơn nha. Tắm đi sạch đi, mấy con ve nó bám trên đây cứ mà được nè. Trời cái gì đây, cái con từ các bạn nhìn giống như là đang nhìn một cái rạng núi lửa vậy bạn ơi. Thấy không tôi zoom vô xem mà giống như một cái rạng núi lửa, như cái bánh kỳ cục đó ta, muốn như một miếng thịt gì đó, thấy không? À, cái này như một cái này hay nè. Rồi tôi nghĩ cái này hay là bạn ơi. Để tôi zoom lại nè, zoom lại cho nó vừa ổn nè. Rồi ok men. Hình như chúng ta vừa mới thấy một cái gì đó rồi. Nước này là cái gì đây ta? Khô nước nãy này giống như đã đang ở trên sao hỏa vậy đó. Mình nhìn từ trên cao mà nhìn xuống á, mình thấy những rặng núi, nước khô, nước nẻ mùa hạn hán đó bạn. Đây là mẫu vật của con ve chó nha. Đây là mẫu vật con ve chó, mẫu vật của trên một con ve chó. Ấy cái gì đây, tôi thấy gì đây là lạ đây. Chúng ta tôi đang rê cho nó tới hết bản đồ đây. Thấy chúng ta sẽ tìm kiếm được sự sống không nè. Đâu rồi, tôi toàn thấy những vết nứt không à. Thật à. Chúng ta quay lại cái nước nhỏ nhất, đây là cái nước nhỏ nhất nha bạn. Một bức tranh rất là đẹp. Một bức tranh rất là đẹp trong con ve chó. Đây
cho bạn cận cảnh, đây là cận cảnh con ve chó nha bạn, đây là cận cảnh một con ve chó nè, ve là ve 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 bốn chân, đây là chân của nó nè, đây là chân của nó, đây là mức độ thấp nhất để chúng ta xem được, đây là cái đầu của nó nè, đây là người của nó nè, đây đây phần này, đây đây này cho các bạn mở mang thêm một cái một sự thật bên trong của con ve chó nữa, đây là cái đầu của nó thấy không, đây đây cái này cái gì nè, chúng ta sẽ vặn được cái mức mức thứ hai xem rồi chúng ta sẽ bắt đầu soi đây, soi đây xem đây đây có gì đây, rồi có lẽ chúng ta sẽ chỉnh lại tiêu cực quá, để tôi chỉnh lại tiêu cực này là ta thấy được gân gân máu của nó bên trong nó hả, thấy được gân máu bên trong của nó, không có dòng máu đang chảy, đây là cái đầu của nó nha bạn, nên là chỉnh lại tiêu cự chỗ này, em ta đang đây là cái, đây là tổng quan về cái con ve chó, đây là tổng quan về con ve chó rồi, đây là một con ve chó, đây nha, thấy không, đây là một con ve chó thôi nha, tôi lấy mẫu ve chó thôi, cái mẫu nãy chúng ta nhìn không ra được, đây là chúng ta đang tiến qua cái phần núi lửa. Phần này là rất là đẹp nha bạn. Tôi tắt đèn xem sao đã. Tắt đèn đi. Tôi đã tắt đèn, tôi đã giảm bớt ánh sáng, là chúng ta đang soi trên sa mạc nè. Đây giống như là chúng ta đang soi cái não vậy đó. Đây cái này. Tôi cần phải phóng to này, cái này lên cấp độ nữa để tôi xem quan sát kỹ nữa. Đây tôi đã phóng to lên một cấp độ nữa để tôi lên nét nó lại. Hay tôi đang gom nét lại nè. Tôi đang gom nét lại đâu, đây lấy một lúc này đây, đang gom nét lại, những tế bào đang khô ha, khô, những tế bào đang khô, đứng như chúng ta đang đứng trên sao hỏa, em chỉnh tốc độ cao nhất luôn, chúng ta thấy được cái gì ở trong đây, tôi đang gom đây ra được cái vùng rãnh đó nè, ra được một cái vùng rãnh đó nè. Một vùng sa mạc rộng lớn. Đây, đó, đây tôi cho bạn xem một cận cảnh cái gu quang mẫu luôn nè. Con nét được rồi, đây. Cái chúng ta xem nãy giờ là xem về một con ve chó nhỏ và một con ve chó lớn ở đây. Và cái vùng máu này là vùng máu của con chó lớn này, con ve lớn tôi bóp nó xịt ra các bạn. Và chúng ta đã thấy được như trong hình đó. Đó, như bạn thấy được trong hình máu của con ve chó, này, thấy không? Thật kỳ lạ. Thông tin tôi để thông tin tôi sẽ cho lại với các bạn xin lần nữa rõ ràng rồi nha, tôi sẽ cho vào đây đó, rồi thấy giờ đây có kiếm vàng đâu rồi, đây đang bắt kiếm vàng đó, đây một con kiếm vàng, rồi chúng ta sẽ mang vô kiếm ta soi xem sao. Đây tiếp theo tôi lấy một mẫu vật là mẫu vật con kiếm vàng, tại vì tôi tò mò kiếm vàng như thế nào, tôi sẽ bỏ vào đây. Tôi sẽ lấy cái mẫu vật ve chó ra. Đây mẫu vật ve chó thấy không? Đây mẫu vật ve chó các bạn đã quan sát rồi, tôi sẽ nhét con kiếm vàng, mẫu kiếm vàng vào đây. Rồi. Đây chúng ta đang quan sát cái mẫu của con kiếm vàng. Tôi sẽ gom sáng lại đi. Tôi sẽ tắt ánh sáng lại đi. Tôi đang lắc. Chắc phải bật ánh sáng lên cho dễ nhìn rồi. Con kiếm vàng như nó dày quá, ánh sáng nó không xuyên qua được, nên chúng ta khó nhìn thì phải. Con kiếm vàng ánh sáng nó không xuyên qua được. Ánh sáng không xuyên qua được, mà chúng ta chỉ soi được những con vật ấy gì đây. Chúng ta chỉ xuyên được những con vật mà ánh sáng có thể xuyên qua được, chúng ta mới quan sát được các bạn. Nếu mà không quan sát, nếu không mấy được chúng ta sẽ không quan sát được đâu. Đây tôi đang chuyển qua cái mức độ cao nhất, độ cao thứ hai để xem hiển thị trong đây. Chúng ta sẽ đào zoom lại à. Chúng ta thấy được cái gì không? Chúng ta thấy được một tế bào lông. Đây gọi là lông. Chúng ta thấy được lông. Ở cấp độ tiếp theo chúng ta chỉ thấy được lông thôi bạn. Hay còn cái này là chân của nó thì phải. Nếu nó không làm, đây là chân của nó. Đây là chân của nó nè. Khớp chân của nó hả? Chúng ta sẽ đầu gom khớp chân lại xem rồi. Thôi vậy thôi nha. Cảm ơn con Bi đã cho tôi một con ve mà chúng ta phát hiện được con ve chó là... Ây da, cái con kiếm vàng, lên bảo thù hả mày?
trên trong trong người con ve chó có một hòn đảo sao hỏa, thấy được nứt nổ nứt nẻ khô rồi nha. Chào lại các bạn sau.